tế Phú Quốc, đề nghị quý khách không rời khỏi chỗ ngồi, giữ thẳng lưng ghế và mở tấm che cửa sổ. Quý khách hãy nhìn ra bên ngoài cửa sổ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Phú Quốc. Và giờ thì let's go.
be around and good friends. But also I think I've got a good eye for people, a good feeling for people. And I do think our team is special. I think the reason our company has survived during difficult times is because of the support that I've had. We're a team. We haven't succeeded because of me. We've succeeded because of the team that we've built around ourselves. And it's a really strong team, a very loyal team, and it feels like a family to me. Anyway, I can get emotional. So look, thank you. Let's do it for another 20 years. Thật sự nó bất ngờ, nó ngoài dự tính luôn. Và sau đó, sau khi mà đã rời công ty rồi thì thật sự là gần như cũng rất là bế tắc về điểm đó. Gần như ngân sách không còn. Và công ty từ từ phát triển và đến thời điểm hiện tại thì mọi người thấy nó đang tốt như thế nào? Vâng, và cảm ơn. Cũng đó là công ty chúng ta cũng là rất là sơ khai. Và Duy Nguyên cũng đã đặt cái tên và nó cũng rất là ý nghĩa và cho đến ngày hôm nay phải nói rằng là chúng ta có một cái team, management team của VFR Excellence tuyệt vời, John tuyệt vời và các bạn rất là tuyệt vời. Thank you. 20 năm chỉ là một con thuyền nhỏ, sau 20 năm là con thuyền lớn. Đó là cái mà tôi chia sẻ rất là chân tình. Mọi người phải biết rằng đó là một cái chặng đường không đơn giản đối với John. Ok, cảm ơn John. I am happy on this island.